Emily kính chào tái ngũ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 20 tháng 9 năm 2024 do đội ngũ ban biên tập e post Time thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Nghi phạm ám sát cựu tổng thống Trump Brian Routh cười khẩy trong ảnh chụp tội phạm. Cảnh sát trưởng Kentucky bị bắt vì cáo buộc bắn chết thẩm phán trong phòng làm việc. Cựu trưởng phòng tuần tra biên giới làm chứng cho biết, chế độ Kamala Biden đã ra lệnh cho ông che đậy sự gia tăng số lượng nghi phạm khủng bố bị bắt giữ tại biên giới phía Nam. Tổng thống Trump chỉ thích Harris nói dối về quân đội Hoa Kỳ ở vùng chiến sự. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, trong ảnh chụp tội phạm do Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Palm Beach công bố, Ryan Wesley Routh, nghi phạm trong vụ ám sát bất thành lần thứ hai của cựu Tổng thống Donald Trump, đã xuất hiện với vẻ mặt cười khẩy. Fox News đưa tin, hồ sơ bắt giữ Routh tiết lộ thêm rằng ông này là người vô thân và đã kết hôn. Hồ sơ bắt giữ cũng ghi nhận Routh không hề bị ảnh hưởng bởi ma túy hoặc rượu vào thời điểm bị bắt. Hiện tại thì Routh đang phải đối mặt với hai cáo buộc liên quan đến súng của liên bang. Routh phải đối mặt với một tội danh tàn trữ vũ khí của tội phạm bị kết án và một tội danh tàn trữ vũ khí có số seri bị xóa và sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 23 tháng 9 để tham dự phiên điều trần về tiền bảo lãnh. Thẩm phán Kentucky bị bắn chết trong phòng làm việc, cảnh sát trưởng địa phương bị bắt, bị buộc tội giết người. Quý vị thân mến, một cảnh sát trưởng Kentucky đã bị bắt giữ vào thứ Năm vì có liên quan đến vụ nổ súng giết chết một thẩm phán quận bên trong tòa án. Vị cảnh sát tiểu bang cho biết, thẩm phán quận Kevin Mullins, 54 tuổi, đã bị bắn nhiều phát tại tòa án quận Letcher ở Whitesburg. Theo cảnh sát tiểu bang, một cuộc điều tra sơ bộ phát hiện cảnh sát trưởng quận Letcher, Saul Amstinet, đã bắn Mullin sau một cuộc cãi vã bên trong phòng thẩm phán. Stinet đã bị buộc tội giết người cấp độ 1 và không rõ Stinet có luật sư hay không. Thông đốc Andy Beasier cho biết trong một bài đăng trên Facebook, có quá nhiều bạo lực trên thế giới này và tôi cần cầu nguyện rằng sẽ có một con đường dẫn đến một ngày mai tốt đẹp hơn. Vụ nổ súng xảy ra tại tòa án quận Letcher ở Weisberg, Kentucky. Cảnh sát tiểu bang Kentucky Mark Gayhurst cho biết tại một cuộc họp báo tối thứ Năm. Thưa quý vị, mặc dù có những người khác ở trong tòa nhà vào thời điểm đó, nhưng không có ai khác ở trong phòng thẩm phán và không có thương tích nào khác được báo cáo. Gayhurst cho biết, Stinnett đã tự thú sau vụ nổ súng và bị bắt tại hiện trường. Ông đang hợp tác với chính quyền. Hiện tại không rõ ai sẽ tiếp quản vị trí cảnh sát trưởng của quận sau khi ông bị bắt. Cảnh sát cho biết thêm rằng có camera bên trong tòa nhà và tất cả các nhân chứng sẽ được thẩm vấn. Tổng trưởng lý Kentucky Russell Coleman đồng thời cho biết vào hôm thứ Năm rằng văn phòng của ông sẽ làm việc với Jackie Steele, luật sư của tiểu bang tại Tòa án Liên bang số 27 với tư cách là công tố viên đặc biệt cho vụ án. Chúng tôi sẽ điều tra đầy đủ và thực thi công lý, Coleman cho biết. Sau vụ xả súng, thì tòa án quận và tòa án liên bang cũng như văn phòng thư ký tòa án quận sẽ đóng cửa cho đến khi hoạt động trở lại. Vụ nổ súng đã gây ra mối lo ngại trong cộng đồng về một tay súng đang hoạt động và khiến cho các trường học trong khu vực phải đóng cửa. Sau đó, cảnh sát cho biết vụ nổ súng là một vụ việc riêng lẻ và không gây ra mối đe dọa nào cho công chúng. Tòa án công lý của Kentucky đã biết về vụ việc bi thảm xảy ra ở quận Letcher tòa án cho biết trong một tuyên bố trên Facebook viết rằng Chúng tôi hiện đang liên hệ với các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm cảnh sát tiểu bang Kentucky và đang cung cấp sự hỗ trợ toàn diện trong thời điểm khó khăn này. Chánh tòa án tối cao của Kentucky, Lawrence C. B. Van Meter nói rằng, ông bị sốc trước vụ giết người của Moline và tòa án bị chấn động. Tôi xin gửi lời cầu nguyện tới gia đình anh ấy và cộng đồng quận Leicester trong lúc họ đang cố gắng vượt qua và thương tiếc sự mất mát đau thương này. Theo trang web của tòa án, Moulin từng làm thẩm phán tại quận tư pháp số 47, nơi ông giám sát các vấn đề liên quan đến vị thành niên. Các sắc lệnh của thành phố và quận, các hành vi sai trái, vi phạm giao thông, các phiên tòa xét xử, phiên điều trần về nguyên nhân trọng tội, các khiếu nại liên quan đến số tiền 2.500 đô trở xuống các vụ án dân sự liên quan đến số tiền 5.000 đô la trở xuống, các cam kết tâm thần tự nguyện và bắt buộc và các vụ bạo lực gia đình. Ông đã phục vụ với tư cách là thẩm phán tại quận Leicester kể từ khi được cựu thống đốc Steve Beshear bổ nhiệm vào năm 2009 và được bầu vào một năm sau đó. Mullin đã thúc đẩy việc điều trị lạm dụng chất gây nghiện cho những người tham gia vào hệ thống tư pháp và giúp hàng trăm cư dân vào điều trị nội trú, theo một chương trình cho Hội nghị thượng đỉnh về ma túy mà ông đã phát biểu vào năm 2022. Cựu trưởng phòng tuần tra biên giới làm chứng cho biết, chế độ Kamala Biden đã ra lệnh cho ông chế đẩy sự gia tăng số lượng nghi phạm khủng bố bị bắt giữ tại biên giới phía Nam. Kính thưa quý vị, cựu cảnh sát trưởng biên phòng Aaron Hesky đã ra làm chứng trước Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện vào hôm thứ Tư về cuộc xâm lược biên giới của Biden-Harris trong thời gian ông ở khu vực San Diego. Hơn 15 triệu người nhập cư bất hợp pháp, chủ yếu là nam giới trong độ tuổi nhập ngũ, đã vượt biên giới kể từ khi Biden nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Hàng trăm tên khủng bố trong danh sách theo dõi của FBI đã vượt biên vào Hoa Kỳ. Sau đó, thì những tên khủng bố này được thả vào nội địa Hoa Kỳ. Có một mối đe dọa đáng kể mà ngoài kia mà chúng ta không biết. Cựu trưởng phòng tuần tra biên giới Aaron Hesky nói với Fox and Friends vào thứ Tư trước khi đưa ra lời khai. Ông cho biết, tôi đã chứng kiến số lượng người vượt biên tăng đều đặn, con số này tiếp tục tăng lên đến hàng ngàn người mỗi ngày. khi nói với các nhà lập pháp rằng, chính quyền của Biden và Harris đã ra lệnh cho ông che đậy sự gia tăng số lượng nghi phạm khủng bố bị bắt giữ ở biên giới phía Nam. Tại San Diego, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng theo cấp số nhân của những người nước ngoài có mối quan tâm đặc biệt. Đây là những người nước ngoài có mối liên hệ đáng kể với chủ nghĩa khủng bố. Trước chính quyền này, khu vực San Diego trung bình có 10 đến 15 vụ bắt giữ SIA mỗi năm. Khi tin tức lan truyền, việc vượt biên dễ dàng hơn nhiều. San Diego đã có hơn 100 SIA vào năm 2022, nhiều hơn thế vào năm 2023 và thậm chí còn nhiều hơn thế nữa được ghi nhận trong năm nay. Aaron Heisky nói với các nhà lập pháp rằng, Chính quyền Biden, Harris, đã ra lệnh cho ông phải giữ im lặng về việc bọn khủng bố tràn vào biên giới. Đây là những người duy nhất chúng tôi bắt được. Vào thời điểm đó, tôi được thông báo rằng tôi không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào về sự gia tăng này của SIA hoặc đề cập đến bất kỳ vụ bắt giữ nào. Chính quyền đang cố gắng thuyết phục công chúng rằng không có mối đe dọa nào ở biên giới. Hayskey cũng cho biết có 150.000 chuyến bay chở người nhập cư bất hợp pháp đến Texas và không có nguồn lực nào để theo dõi fentanyl. Tổng thống Donald Trump chỉ trích Harris nói dối về quân đội Hoa Kỳ ở vùng chiến sự. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đã đăng tải đoạn video trên tài khoản Truth Social của mình vào hôm thứ Năm để kêu gọi sự chú ý đến những lời nói dối của Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc tranh luận Tổng thống về quân đội Hoa Kỳ ở các vùng chiến sự. Dân biểu thuộc đảng Cộng hòa Jim Bank đã chia sẻ đoạn video gần đây có trong bài đăng của cựu Tổng thống Trump. Đoạn video cho thấy cảnh quân đội Hoa Kỳ bị bắn khi đang ở nước ngoài tại một khu vực chiến sự đang diễn ra ở Trung Đông. Theo Fox News, Harris đã khoe khoang về những nỗ lực thành công của chính quyền Biden trong việc rút quân đội Hoa Kỳ khỏi các vùng chiến sự. Bà nói trong cuộc tranh luận rằng, không có một thành viên nào của quân đội Hoa Kỳ đang phục vụ tích cực trong một vùng chiến sự ở bất kỳ vùng chiến sự nào trên thế giới, lần đầu tiên trong thế kỷ này. Thưa quý vị, Banks nói với Fox News Digital, đó chỉ là lời nói dối hoàn toàn, Video này chứng minh rằng chúng tôi có quân đội bị bắn. Ông chỉ trích Kamala Harris và nói thêm, "Chúng ta đang phải đối mặt với những mối đe dọa nguy hiểm trên toàn thế giới và Kamala Harris đang cố gắng ghi điểm chính trị rẻ tiền và nói dối người dân Mỹ ngay trước cuộc bầu cử để nói rằng chúng ta không có quân đội ở các vùng chiến sự." Khi Bank chia sẻ đoạn video trên trang cá nhân X của mình, anh ta đã viết: "Nhắc lại nhé, Kamala Harris đã nói dối cả thế giới vào tuần trước khi cô ấy nói rằng hiện tại chúng ta không có quân đội đang hoạt động nào được triển khai ở các vùng chiến sự. Anh ta nói thêm, không đủ khả năng để lãnh đạo. Theo Fox News, Hoa Kỳ có khoảng 2.500 quân ở Iraq và 900 quân ở Syria đang hưởng lương chiến đấu, với cả hai khu vực được chỉ định là vùng chiến sự. Bank chia sẻ, chúng tôi có quân ở Trung Đông người houthi đang sử dụng tàu hải quân của chúng tôi làm mục tiêu tập bắn chúng tôi có những mối đe dọa nguy hiểm trên khắp thế giới Cuối cùng, Emily và Cộng sự xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi. Xin quý vị ủng hộ chương trình bằng cách bấm like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào được cập nhật hàng ngày trên kênh BTV E-Post Time. Xin hãy để chúng tôi biết nếu quý vị có bất kỳ ý kiến hoặc đề xuất nào để cải thiện trải nghiệm trên kênh. Chúng tôi luôn lắng nghe và sẵn lòng làm việc để nâng cao chất lượng nội dung nhanh, trung thực và chính xác nhất một lần nữa emily xin cảm ơn và chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp